Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Slenderman đây. Thì đã quá là lâu rồi các bạn, bây giờ mấy các bạn mới thấy lại được cái mặt của mình. Ok, mà thật ra thì mình đâu có mặt đâu. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ không phải là triệu hồi boss nữa, mà là sẽ là một cái đấu trường arena. Và lần này sẽ là hai đấu sĩ mới của chúng ta. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái góc nhìn khác và sẽ cho các bạn xem là hai đấu sĩ hôm nay sẽ là ai và sức mạnh của hai đấu sĩ này ra sao. Ok, rồi. Rồi, đây. Thì mình sẽ cho các bạn xem, mình đã để bản rồi. Đầu tiên là đại diện cho My Copy, đó là Wither, gọi là khô héo đó các bạn. Và tiếp theo là cái này mình cũng không biết gọi là cái gì. Thì cái này là từ một cái add-on nha. Và mình đặt lại là phù thủy hắc ám. Ok, đây một cái phù thủy gọi là vua của các phù thủy, rất là mạnh nha các bạn. Này là phù thủy này học được rất là nhiều chiêu, rất là nhiều phép thuật, và thực sự là không có phù thủy nào mà bằng con phù thủy này, nên mình đặt phù thủy hắc ám. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tạo ra hai bên. Thì mình sẽ lấy Wither và phù thủy hắc ám. Rồi, hiện tại mình đã có rồi. Và bây giờ mình sẽ tạo cái gì trước đây? Ok, mình sẽ tạo Wither trước. Mình sẽ triệu hồi Wither và sẽ cho các bạn xem sức mạnh của hai quái vật này như thế nào. Nếu mà bên nào thua thì mình sẽ tiếp tục triệu hồi bên đó và sẽ cuộc chiến sẽ tiếp tục bắt đầu. Ok, Wither chuẩn bị nổ rồi. Right, và oh fuck. Và cuộc chiến của chúng ta đã bắt đầu. Phù thủy hắc ám đã đang bắn Wither. Wither né rất hay. Cực kỳ là hay. Phù thủy hắc ám này đang bị khô héo rồi các bạn ơi, nó si đau quá. Oh shit, cái con Wither này nó bay lung tung hết bạn à. Ok, và cuộc chiến nó sẽ bắt đầu tiếp tục thôi. Mình sẽ đã tạo ra một con mới rồi mà mình chưa biết như thế nào, tại vì cái con Wither này nó cứ bay lung tung hết. Nhìn lên, come on. Oh fuck, mình cũng bị khô héo luôn cơ các bạn. What the fuck. Oh, cuộc chiến này các bạn không căng sức rồi. Mình sẽ tạo ra thật là nhiều nữa để xem nó sẽ có đánh nhau hay không. Tại vì con Wither này từ nãy giờ không mất một giọt máu nào luôn á. Wow, con Wither này nó đây phù thủy của chúng ta tạo ra rất là nhiều phép thuật nhưng mà không thể nào mà chạm được tới Wither. Vâng, và có một. Oh shit, con Wither này nó bay rồi các bạn à. Rồi, những con phù thủy chúng ta đã chết đi từ từ. Đây rồi, Wither đã bị trúng. Rồi, Wither đã bị trúng rồi. Mày hả? Ok, Wither này nó cứ bay lằng ngoằng ở trong đây, rất là khó đánh. Đây, Wither đã bị trúng đạn, nhưng mất máu, số lượng máu là không nhiều. Ok, cuộc chiến nó bắt đầu và phù thủy này thật sự là... Đây các bạn nhìn nè, nó đã tạo ra được những cái độc nè, rất là hay các bạn, rất là mạnh. Nó học rất là nhiều phép thuật. Mày hả? Mình sẽ tạo ra thêm. Thì chờ, tại vì con Wither này quá mạnh, mình phải tạo ra thêm một thứ gì đó. Tạo ra thêm những cái con này để cho nó có thể tấn công nhau. Wow, con phù thủy này Envy nữa các bạn. Ô, phù thủy này nó có biến nhỏ được nè. What the fuck? Nó biến nhỏ được kìa. Hồi chúng ta sẽ trở lại cuộc trận đấu. Và nãy giờ mình thấy là Wither của bọn là không có thể mắc được pháo luôn á. Wither rồi. Đây Wither đang bị tấn công. Yes, hay lắm, đúng rồi, đút pháo đi. Ô, con Wither nó hồi máu các bạn ơi. Wither nó đã hồi máu, mình sẽ tạo thêm. Không thể nào để con Wither nó mà tàn phá như vậy được. Mình sẽ tạo thêm thôi. Wither nó không mắc máu khi nó đứng ở trong cái vòng này. Một điều là rất là lưu ý nha các bạn, nó không thể nào mất máu cho khi mà đứng trong cái vòng độc này được. Và hiện tại là máy của mình nó đang bị lát rồi vì nó tạo ra quá đông. Wow, cơ bộ là nó không mất máu, con Wither nó đã hồi máu rồi các bạn ơi. Điều gì nó xảy ra vậy? Oh shit, hồi nãy hình như mình thấy có một cái gì đó đang bay ở trên... Đây, con Wither nó không hề gì hết các bạn à. Nó rất là mạnh và những con phù thủy này không làm gì được nó luôn á.
Đấy, nó lại hồi máu nữa rồi, Wither nó lại hồi máu. Đây, nó lại hồi máu và nó không hề mất một cục máu nữa. Ok, mình sẽ đi ra một nơi khác để cho nó đỡ lắc hơn. Vì cái trận chiến này không gọi là không có hồi kết luôn á. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và thực sự là cái trận chiến này người thắng chính là Wither. Thực sự quá dễ rồi, tại vì Wither quá mạnh. Thì ở video sau các bạn muốn mình triệu hồi cái con... Không, các bạn muốn mình á, là cho cái con boss nào đánh với cái con phù thủy hắc ám thì hãy comment ở dưới để mình biết. Tại vì mình không có tìm được một cái đối thủ xứng tầm với... ngang sức với cái con phù thủy hắc ám, cho nên là mình đã chọn Wither thử như thế nào. Thì không ngờ Wither quá mạnh nên phù thủy hắc ám không làm gì được. Ok, thì các bạn hãy comment ở dưới. Và video này chỉ kết thúc tại đây thôi. Chú ý là mình để giới thiệu cái addon đó là phù thủy hắc ám. Đây các bạn thêm. Hiện tại là cái phù thủy này nó được 100 máu. Nó có 100 máu và nó có rất là nhiều chiêu nha các bạn. Cho nên là các bạn hãy lưu ý điều này. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like. Cùng với đó là đừng quên là đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video về MyCopy mới nhất cũng như là hay nhất. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và đừng quên là chia sẻ nếu các bạn thực sự thích video này. Bye.